độ nhạy bén với tất cả các kiến thức tiếng Anh ở 4 khía cạnh: vocab, grammar, idiom và collocation. Tụi mình đến từ trường Đại học Phan Lan. Chúng mình đến từ trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Tìm mình dạy chọn idiom. Rồi, idiom. Một thử thách rất là lớn. Rồi. Dành cho ngay vòng đầu tiên. Cái này có biết. Đáp án tụi em là large. Giant. In the round. Có một ý kiến phải cho tụi em kiểu cạnh tranh chứ không nhìn như tụi em như ngu ngu á, nhìn tụi em kiểu úc khờ. Nhất nghĩa mới mà chưa từng ai có thể nghĩ ra được. Chào mừng các bạn đã đến với game show Tiếng Anh Em, nơi chúng ta thử tài người chơi về độ nhạy bén với tất cả các kiến thức tiếng Anh ở 4 khía cạnh: vocab, grammar, idioms và collocation. Và trong tập đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta cùng chào đón hai đội chơi. Mình là Nhã Thanh. Mình là Phương Nguyên, hay có thể gọi là Boo. Và nhóm tụi mình là Mingers, những cô nàng ý nghĩa. Thì tụi mình đến từ trường Đại học Phan Lan. Và tụi mình đến được cái tâm thế là vui là 9, thắng là 10, thua thì thôi. Ayo, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nhân Trương. Và mình là Tố Trinh. Chúng mình đến từ trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Và chúng ta là Winner. Và slogan của tụi mình là tốc chiến tốc thắng. Và sớm đi học. Ủa gì vậy? Và tụi mình đến đây với tâm thế là vui chơi là chính và học tập là 10. Tụi mình đề cao tinh thần học tập nên là mọi người có thể ủng hộ cho team của mình nhé. Chúng ta sẽ có tổng cộng 4 vòng chơi tương ứng với 4 gói câu hỏi, bao gồm vocab, grammar, idioms và collocations. Khi câu hỏi hiện lên trên màn hình thì các đội sẽ có cơ hội bấm chuông giành quyền trả lời ngay, không cần chờ đọc xong câu hỏi. Và đối với mỗi câu trả lời đúng thì các đội sẽ nhận được 1 điểm. Và các đội sẽ có quyền chọn ngôi sao hy vọng. Nếu các bạn tự tin với gói câu hỏi đó thì ngôi sao hy vọng sẽ giúp nhân đôi số điểm, là tương ứng với 2 điểm cho mỗi câu hỏi trả lời đúng. Nhưng mà ngược lại thì nếu trả lời sai thì đội chọn ngôi sao hy vọng sẽ bị trừ 1 điểm. Rồi, xin mời đội những cô nàng ý nghĩa và đội winner sẽ cử ra một đại diện để còn tù sinh. Rồi, xin mời. 1, 2, 3. Rồi, vậy là những cô gái ý nghĩa đã có cơ hội chọn gói câu hỏi trước. Không biết là đối với 4 khía cạnh đó thì đội bạn sẽ chọn gói câu hỏi nào đây? Thế mạnh của các bạn là gì? Tụi em 5 giờ tuổi. Tụi em mạnh dạng chọn idiom. Rồi, idiom. Một thử thách rất là lớn. Rồi. Dành cho ngay vòng đầu tiên. Xin chúc cho hai đội sẽ thành công ở vòng chơi đầu tiên này. Rồi thì đối với gói câu hỏi idioms này thì nó sẽ mang hình thức của trò chơi đuổi hình bắt chữ. Các đội có rành về trò chơi đuổi hình bắt chữ chưa ạ? Chúng ta cũng phải nhìn hình và cụ thể là các emoji để có thể đoán ra được là cái idiom này là gì. Và hãy nhanh tay giành quyền trả lời nhé. Rồi, chúc các đội may mắn. Câu hỏi đầu tiên của gói câu hỏi idiom như sau. Rồi, xin mời Mean Girls. It's got an arm and a leg. Oh, correct. Yeah. It cost an arm and a leg. Đó là đáp án chính xác. Rồi, có thể Mean Girls có thể giải thích kỹ hơn về đáp án của mình được không? Nghĩa là khi một cái vật gì đó mà kiểu như là nó quá đắt, too expensive, thì mình sẽ dùng cái idiom này để nói để miêu tả. Đó là nó chỉ một vật có giá trị quá lớn, quá đắt đỏ mà chúng ta gần như là không thể mua được, thì chúng ta sẽ nói là it cost an arm and a leg. Có hai cái giả thuyết cho cái câu này. Thì một là ngày xưa người ta thường vẽ tranh hoặc là chụp hình, thì khi mà mình chụp hình chân dung, chụp người thân trên thôi, thì sẽ cái giá nó sẽ không cao. Còn khi mà mình chụp toàn thân, có cả tay chân trong đó thì giá nó sẽ cao. Cho nên người ta nghĩ ra là nếu mà khi mà chụp tay và chụp chân, chụp toàn thân thì giá sẽ đắt, expensive. Nhưng mà cũng có một giả thuyết khác cho rằng là cái câu này bắt nguồn từ các kỵ sĩ. Thì ngày xưa thì cái mà bộ áo giáp của người kỵ sĩ là cái có giá trị lớn nhất của họ. Và họ phải, khi mà họ cần tiền thì họ phải bán cái bộ áo giáp đi. Nhưng mà có thể là không bán hết tất cả các bộ phận, mà cái áo giáp có thể tách rời cái bộ phận tay và chân ra để bán. Và nó cũng có giá trị rất là lớn. Cho nên là nó mới có câu này, cost an arm and a leg. Tiếp đến idiom thứ hai sẽ là gì đây? Hãy giơ tay dành quyền trả lời nha. Cũng là một idiom về liên quan tới giá trị tiền bạc. Hãy nhìn và phân tích. Hãy nhìn và phân tích từng hình nhỏ một.
Hãy tự tin nhìn mình trả lời. Rồi, Mean Girls. Em tự tin đoán là money doesn't grow tree. Gần đúng. Ok, winner. Money doesn't grow big tree. Big tree không phải. Mean Girls. Money doesn't grow jungle. Không phải jungle rồi, đi quá xa rồi. Money doesn't grow on the tree. Chính xác, ok, chính xác. On là đúng, nhưng mà không có the thôi. On trees. Money doesn't grow on trees. Thì ở Việt Nam mình hay có cái câu tiền không ở trên trời rơi xuống đó. Đến với It's raining cats and dogs. Raining cats and dogs. Mưa tầm tã, mưa lớn. Mưa rơi ướt áo quần. Raining cats and dogs là cái idiom chính xác. Thì thường là người ta sẽ cho rằng nó hơi old fashion một chút. Nên là khi mà đi thi hoặc là sử dụng cái idiom này trong bối cảnh hiện tại thì mọi người nên lưu ý một chút. Nếu mà cảm thấy phù hợp thì sử dụng. Còn không thì mình sử dụng các cái cụm khác, nó modern và nó hiện hợp thời hơn. Ngoài ra thì còn một cái cụm khác cũng khá là hay và nó hợp thời hơn, đó là it comes down in buckets. Buckets là gì? Cái xô, tức là nó đổ xuống nhiều và mình có thể hứng đầy bằng những cái xô đó, thì có nghĩa là cũng là mưa to, mưa lớn. Rồi, sau khi kết thúc vòng chơi đầu tiên đầy cam go và mang đầy tính chất là tượng hình thì Mean Girls đã xuất sắc giành phần chiến thắng với điểm số là 2-1 nghiêng về Mean Girls. Rồi, xin dành tặng cho Mean Girls hai cái sticker chiến thần EDM này có thể dán lên để chứng minh mình là chiến thần. Vì đội Mean Girls đã giành phần thắng ở phần chơi vừa rồi nên team bạn sẽ có cơ hội chọn gói câu hỏi tiếp theo. Thì không biết Mean Girls sẽ chọn gói câu hỏi nào đây ạ? Tụi em chọn vocab. Ok, vocab. Mời câu hỏi đầu tiên của vocab ạ. Điền 5 chữ cái vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa. Nhìn bấm chung nhìn cần trả lời nha. Mean Girls. E-R-G-R-O. Viết thành từ gì ạ? Underground. Underground là đáp án chính xác. Thì đây cũng là cái từ duy nhất trong từ điển tiếng Anh là bắt đầu bằng UND và kết thúc cũng bằng UND. Không có một từ nào khác ngoài cái chữ underground này. Và khi mà nhắc đến underground thì không biết Winner nghĩ đến cái gì đầu tiên? Rap. Rap, ok. Thì đối với loại hình nghệ thuật là rap thì chúng ta có thể hiểu rằng là underground là một loại hình nghệ thuật không chính thống, nó không có mainstream. Nó là những cái loại hình nghệ thuật như vậy. Ngoài ra thì underground còn nghĩa gì nữa không? Lòng đất, dưới lòng đất. Thì cái đó là nghĩa đen của nó. Rồi. Ngoài ra còn một nghĩa bóng nữa khá thú vị. Thường là những người như thế nào thì hay sống dưới lòng đất? Nghĩa là nghĩa bóng nha, theo nghĩa bóng nha. Những người mà làm cái gì mà họ phải chui lủi dưới lòng đất. Làm việc xấu, làm việc sai, chính xác. Cụ thể hơn, đó là những người vi phạm pháp luật. Sống ngoài vòng pháp luật thì họ sẽ không dám show mặt trên ngoài public mà họ sẽ phải sống underground. Đó thì chúng ta có thể hiểu theo nhiều nét nghĩa là như vậy. Trong câu sau có tổng cộng bao nhiêu cách phát âm của O U G H? Đếm cho kỹ nha. Gợi ý là chữ O này nó có nhiều cách phát âm. Rồi, winner. Chỉ cần trả lời đúng con số là được. Nghĩa là 8. 8. Rồi, Mean Girls có bổ sung đáp án gì không? Nghĩa là 9. 9, 8 và 9. Gần gần giống nhau. 8 là câu trả lời chính xác. A rough-coated, dough-faced, thoughtful plowman strode through the streets of Scarborough. After falling into a slough, he coughed and hiccuped. Rồi, quá hay. Cái mặt chữ là O-U-G-H nhưng mà có 8 cách đọc vì through và slough là trùng, là âm U, được chưa ạ? Rồi, thì kết thúc vòng thi thứ hai là gói câu hỏi vocab. Tiếp tục, Mean Girls lại giành phần chiến thắng. Mean Girls có thể thắng đậm hoặc là Winner có thể lội ngược dòng. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tụi em quyết định chọn grammar và ngôi sao hy vọng. I was running late, so I only had time for a... shower. Mean Girls.